Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hoàng Kiên. Thì hôm nay công ty chúng tôi xin phép được so sánh hai cái máy cân, cái cân sấy ẩm bằng hồng ngoại tốt nhất thị trường hiện nay, một là cân sản phẩm của hãng Adewa Ba Lan, có bảo hành 32 năm, và cân của hãng Két model là 660 đến từ Nhật Bản. Thì cân này thì đều được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hoàng Kiên. Đó, sản phẩm luôn quý có sẵn để cho các bạn có thể mua. Thì các bạn có thể nhìn thấy bên tay trái mình là cân của hãng Adewa, còn bên tay phải là cân của hãng Két. Thì về cân AD660 thì nó có khả năng cân tối đa là 80g, còn cân của Adewa thì khả năng tối đa của nó là 50g. Độ đọc được của cân két FD660 là 0.005g, độ chính xác độ ẩm là 0,1% hoặc 0.01%, khoảng đo là 0 đến 100%, nhiệt độ cài đặt tối đa là 180 độ C, nguồn sấy thì bằng thanh đốt organic carbon. Đó, như các bạn thấy trong cái phần đèn ấy, nó là dạng hình thanh, hình chữ U, còn của Adewa thì nó là dạng hình tròn, nó phổ biến hơn. Màn hình hiển thị hai cái thì đều bằng LCD với nhiều chức năng được cải tiến. Rồi, còn cân của Adewa thì khả năng cân là 50g và độ đọc được là 0.01, và khả năng trừ bì là trừ 50g, độ chính xác của độ ẩm là 0.001%. Độ khoảng đo là từ 0 đến 100%. Kích thước đế cân của nó là 90 mm, còn của két nó là 110 mm. Nguồn sấy đèn là hồng ngoại, nhiệt độ cài đặt tối đa lên đến 160 độ C, còn của két là 180 độ C. Chương trình sấy thì được thiết kế theo 4 kiểu này, tiêu chuẩn này, nhanh này, theo bước này, hoặc là chậm này. Và chế độ điều khiển thì có 4 chế độ thời gian hoặc là tự thiết lập, cũng như là tự động hoặc là bằng tay. Đó. Nói chung hai cái thì có giá thành tương đối là chênh nhau. Cái cân Adewa thì có giá thành thấp hơn. Nó giá nó thấp hơn và rẻ hơn cái cân của Két. Đó. Thì về khả năng hoạt động thì cân của Két thì cái phím cái công tắc nó nằm ở phía sau. Đó, công tắc nằm ở phía sau. Mình sẽ gắn cái giá cân rồi mình sẽ mở cho các bạn xem cái sự khác biệt của nó. Còn cân của Adewa thì nó nằm sẵn trên này rồi. Đây, mình sẽ gắn luôn. Thì mình có những cái video hướng dẫn chi tiết cái cách sử dụng cũng như là lắp đặt cho cái cân, những dòng cân sấy ẩm mà bên mình cung cấp. Thì các bạn có thể tìm hiểu và xem trên YouTube cũng như là các trang thông tin của mình. Đó, ta chỉ cần kết nối thôi. Còn bên này là cân của két. Mình sẽ gắn cho các bạn xem. Thì của két nó cho mình hai cái đĩa cân sơ cua này, và cũng như Adewa. Adewa thì nó sẽ dùng bằng tay này rồi, nó dễ hơn. Sẽ gắn cái giá cân ở bên trước. Rồi thì đến là nhíp cho lỗ xe. Rồi thì đến là đế cân. Thì mình sẽ có một cái nữa là để sơ cua. Đó. Như vậy là chúng ta đã kết nối xong. Và chúng ta sẽ bật công tắc nguồn ở phía sau. Thì tự động nó sẽ màn hình sẽ sáng lên. Nào, bên đây qua mình cũng vậy. Mình sẽ ghi lại cho các bạn xem. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy so sánh này, ở cái hệ đèn. Đây là hệ đèn dạng tròn này, còn đây là hệ đèn dạng chữ U này. Đó, bằng carbon và sensor. Bên này cũng sensor như vậy. Thì trước khi mở lên thì cân nào cũng phải test, sẽ tự động cái chu trình nó sẽ test qua. Còn chúng ta quan sát trên màn hình thì thấy cái bộ điều khiển của FD660 nó đơn giản hơn, nó ít các cái phím cài hơn, chỉ thấy phím te sáng lên này, rất đẹp này. Rồi
Khi chúng ta đóng nắp lại thì tự động cái phím start-stop này nó sẽ sáng lên chúng ta sử dụng. Đó, hoặc là những menu chúng ta có thể vô cài đặt chương trình này, để search chương trình. Đó, mùa 2 thì chúng ta có thể lập trình cho cái đó. 5 này, Enter này. Thì trên này chúng ta có thể cài được cái chế độ này, chế độ sấy này, hoặc là thời gian này, tất cả thứ thì mình sẽ có cái bài hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn. Đó. Còn ở cân Adewa thì nó sẽ hiển thị như thế này. Nó cũng có rất nhiều chức năng. Khi tắt thì nó có chế độ standby và cân. Thì hai cái hoạt động rất là tốt. Cân Adewa thì được bảo hành 2 năm, còn cân của Két thì chỉ được bảo hành 1 năm. Đó. Sản phẩm thì đều có sẵn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Quang Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này hoặc là muốn chúng tôi so sánh kỹ hơn thì vui lòng comment dưới video này. Đó, như cân của Adewa thì chúng ta lấy mẫu nó đã có sẵn cái này rồi, chúng ta lấy. Còn của Két thì chúng ta lại phải sử dụng thêm nhíp để chúng ta gắp ra. Đó. Đây là hai cân. So với hai thiết bị này, so với cân của AND thì hai thiết bị này nó tốt hơn. Cân AND độ phân giải thấp hơn, cũng như là khả năng cân của nó kém hơn hai sản phẩm này. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn.